bao ngày qua là những kỷ niệm, luôn cho ta những phút yêu thương hồn nhiên. Đừng vội vàng chung con nhé, để ta cứ mãi tuổi mộng mơ. Vì lúc ta vui đùa, chuyện trò luôn có nhau. Và bao nhiêu lâu nay mình cùng chung bước. Xin hỏi đây có phải phòng ý tưởng không ạ? Đúng rồi ạ. Có người gửi quà. Này, của anh. Mình xin nhá. Ủa gì? Ui, hộp đẹp thế nhỉ. Hộp phải đẹp thế. Gửi kẻ xấu xa đáng ghê tởm. Của anh. Xấu xa nhất. Ở cái phòng này thì chắc hắn không phải là anh được rồi. Của cậu này. Sao lại là của em? Thì nó ghi rõ thế còn gì nữa. Gửi kẻ xấu xa. Trong phòng này thì có mỗi mình cậu xấu xa nhất chứ còn ai nữa. Ừ thì xấu xa, có quà là được rồi. Mở đi. Em đùa thế có quá không anh? Yêu anh. Tặng anh thẻ điện thoại. Uầy. Cái thẻ 100, đại... Ê! Đại ca cho anh rồi, thế là của anh. Bạn tốt, chia cho mình một nửa. Của tôi. Đối kỷ, đúng ông là kẻ xấu xa nhất rồi, đưa đây. Mọi người ơi, mọi người có nên mách đại ca không nhỉ? Nếu không thì chia 4. Chia 4 đi. Cưng à, sắp đến sinh nhật cưng rồi, cưng muốn anh tặng cái gì nào? Thôi, quà gì, tốn kém lắm, em không cần đâu mà. Em cứ nói đi, cái gì cũng được. Thế em chỉ thích một con mèo Mỹ thôi, có được không? Cái gì? Mèo á? Không được, riêng mèo thì không được, anh bị dị ứng với lông mèo, em không biết à? Sao anh bảo gì cũng được? Ừ thì cái gì cũng được, trừ mèo. Cũng được, nhưng cuối cùng có được gì đâu. Kỷ niệm 49 ngày yêu nhau, kêu tặng người ta cái váy, cuối cùng cũng chẳng thấy đâu. 100 ngày yêu nhau, kêu tặng người ta cái mặt dây chuyền, cũng chẳng thấy đâu. Giờ đến sinh nhật người ta. Thôi được rồi. Thì mèo, mèo Mỹ, mèo Tây Ban Nha, mèo Thổ Nhĩ Kỳ, mèo gì cũng được. Thật nhé. Em vừa xem chiều qua rồi, có một con rất đẹp mà chỉ có 2 triệu thôi. Vừa rẻ vừa đẹp cực ý. 2 triệu. Được ạ. Thế thôi vậy. Anh không biết là bây giờ nuôi thú cưng là mốt thời thượng à? Anh không mua thì đừng đến sinh nhật em nữa. Sao lại không đến? Nhất định phải mua. Mèo Mỹ là rất tốt. Tốt. Thú cưng thời thượng. Thú cưng thời thượng. Thú cưng với trả thú cưng, 72 triệu lên mặt bàn có phải sướng hơn không? Mà sao chả ai chọn mình làm thú cưng nhỉ? Mình cũng dễ thương ấy chứ. Làm thú cưng vừa được ôm, vừa được cho ăn, lại không phải lo chuyện tiền nong, sướng. Mọi người ơi, tôi tìm thấy mấy câu này trên mạng hay cực. Chết vì hận là cái chết lận đận, chết vì ghen là cái chết nhỏ nhen. Ôi, câu này hay nhất này. Chết vì chơi là cái chết thảnh thơi. Này, hay là bây giờ anh em mình làm thơ với ông Quyết đi. Chết vì gầy là cái chết rất cùi nhầy. Chết vì kỳ là cái chết rất tự tin. Chết vì tiền là cái chết buồn phiền.
Mèo gì mà mặt ngu như con chó thế này. Thế mà cũng thích nuôi. Mo tay chấm con. Một người thì mất 2 triệu, nhưng mà 4 người thì chỉ mất có 500. Ngày tháng năm sinh à? Ngày mai. Chết vì cận là cái chết lận đận. Chết sinh nhật là cái chết tất bật. Này, mọi người có nhìn thấy cái gì không? Pi. Đúng là Pi rồi. Nhưng mà Pi đang buồn. Đang rất buồn ý. Thương Pi quá. Sếp, sao tự dưng hôm nay sếp lại nổi hứng tao nhã thế? Cái này không phải gọi là nổi hứng. Cái này là anh đang thể hiện cái lòng yêu thương động vật của anh. Em hiểu không? Chứ không phải anh có nổi hứng gì đâu. Anh đang thương. Khổ thân Pi. Mãi cũng chỉ ở trên bàn anh một mình mà không có bạn bè gì cả. Giá mà Pi có một người bạn, ví dụ như là lợn thì chơi với mèo chẳng hạn. Ụt ịt, meo meo, lại ụt ịt. Mấy đứa có thấy hay không? Sếp ơi, rõ ràng em nhớ sếp bảo sếp ghét nhất là động vật cơ mà. Ghét là ghét thế nào? Ghét là ghét thế nào? Anh rất yêu động vật. Anh cực kỳ yêu động vật. Trừ mèo. Đặc biệt là mèo. Em. Anh ra ngoài nghe điện thoại. Anh để hồ sơ ở đây nhá. Alo. Chả hiểu cái ông này kiểu gì. Sáng nắng chiều mưa chưa rõ mùa đông bắc. Ông này ấy, chắc tôi thành tinh mất. Sơ yếu lý lịch của đại ca. Đúng rồi. Đại ca định bỏ việc đi xin việc khác à? Ôi, mà này, mai là sinh nhật đại ca. Hồ sơ ở đây, thế tức là đại ca đi xin việc mới. Mà xin việc mới, sinh nhật kệ đi, cần gì phải quan tâm. Mà vớ vẩn, lâu nay chả đứa nào để ý ngày sinh nhật của đại ca. À, mọi người nghĩ xem, hay là tổ chức sinh nhật cho đại ca? Khoan đã, anh ngửi thấy có mùi gian trá ở đây. Không thể tự nhiên đại ca để quên sơ yếu lý lịch được. Chắc chắn có vấn đề. Ông học cái tính đa nghi của đại ca từ lúc nào đấy hả? Tôi nghĩ rồi, một năm mới có một lần. Tốt nhất là nên tặng cái bánh gato của ít lòng nhiều. Đâu có sao đâu, cần gì phải bày vẽ. Con bé này không được, phải trừ luôn. Bao nhiêu lâu nay mình làm việc chung với đại ca, đại ca dìu dắt từng ly từng tí, mình đã có dịp nào để trả ơn đâu. Lần này phải mua cái gì được một tí. Thằng này khá. Khá? Anh sẽ tăng lương cho chú. Được là cái gì? Đồng hồ này, thắt lưng này, ví, đồ hàng hiệu gì đấy. Hay là... toàn những thứ có rồi, không cần. Cái khác đi. Thôi, những cái đấy nó vật chất quá. Có cái gì mà nó tình cảm hơn ý. Tình cảm hơn à? Được, phải tình cảm. Tình cảm ấy là rất tốt, rất tốt. Thế rốt cuộc là cái gì? Biết gì còn hỏi. Lúc ấy, đại ca bảo đại ca thích mèo. Hay là mình mua mèo cho đại ca nhỉ? Quá chuẩn luôn. Con bé này được, thông minh sáng dạ. Tăng lương, cho làm phó phòng. Đúng rồi. Thôi, cái này thì anh em mình cứ thống nhất như thế đi. Nana sẽ đi mua mèo cho cả nhóm. Ok. Yes. Mọi người vất vả quá. Hôm nay hết việc để làm rồi. Mọi người nghỉ sớm một chuẩn bị. Chuẩn bị gì ạ?
À, ý anh là chuẩn bị đi chơi. Hả? Nghỉ giải lao đi chứ. Làm việc mãi mà không chịu được à? Có làm là ắt phải có nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là tốt, rất tốt. Tốt, rất tốt. Vâng, thì... rất là mình tâm lý. Có gì đâu, làm lãnh đạo ấy là phải có lúc cương, lúc nhu. Như thế thì mới được lòng dân nha. Đúng rồi, em đi về nhá. Chung về nhá. Thế bọn em cũng về ạ. Về đương nhiên. Em cũng về. Đương nhiên. Hai đứa về cẩn thận nhá. Nghỉ ngơi nhá, nghỉ ngơi. Tốt quá, tốt rồi. Tốt về, về tốt nhá. Mừng ngày sinh nhật cho anh sinh ra đời. Happy birthday cho anh. Làm sao mấy đứa biết là hôm nay sinh nhật của anh? Anh đã giấu như thế. Mời anh ngồi ạ. Em ơi, thổi nến đi ạ. Mấy đứa làm anh cảm động quá. Anh ước chưa? Anh ước rồi. Ước linh tinh ý mà. Điều ước của anh đã thành hiện thực. Ôi. Yeah. Nhẹ nhẹ thôi. Ui. Sinh linh bé nhỏ. Sinh linh à? Sinh linh tốt, rất tốt. Chắc chắn món quà này sẽ khiến sếp vô cùng bất ngờ. Quà tốt, tốt quà. Thế à? Đại ca. Quá tốt. Đại ca, cứ từ từ rồi mở ra. 1, 2, 3. Mèo ạ. Tú cưng ạ. Đúng rồi. Còn chưa ăn bánh à? Giờ thì ăn luôn bánh nào. Bao ngày qua là những kỷ niệm, luôn cho ta những phút yêu thương hồn nhiên. Đừng vội vàng chưa có nghe, để ta cứ mãi tuổi mộng mơ. Vì lúc ta vui đùa, chuyện trò luôn có nhau. Và bao nhiêu lâu